thưa quý vị bản tin hoạt trình đốn đến đây xin tạm ngưng chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo phần ưu ừ, nhận được hung tin cụ ông huỳnh nhuận sinh ngày 11 tháng 10 năm 1925 vừa được chúa gọi về vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 25 tháng 5 2019 tại Maryland, hướng đại thọ 95 tuổi Tang lễ đã được trọng thể tổ chức tại nhà quàng Devo vào ngày thứ Sáu 31 tháng 5 2019. Thánh lễ an táng tại nhà thờ St. Martin of Tours, Gatorsburg, Maryland, linh cũ của cụ ông Huỳnh Nhuận, được đưa về nơi an nghỉ tại nghĩa trang All Souls Germantown vào ngày 1 tháng 6 2019, Maryland. Gia đình Võ Thiện Toàn và Võ Thành Nhân thành kính phân ưu cùng cụ bà quả phụ huỳnh nhuận khuê danh nguyễn thị trí cùng các con kính lời cầu nguyện cho linh hồn của ông du xe huỳnh nhuận sớm được hưởng nhàn thành chúa